Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Ở à, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tới với uh, nick của bạn Slap. Và các bạn cũng đã biết rồi, đây là một nick cải chay thuần trụng, nghĩa là không hề cờ Đây là nick cải chay đúng kiểu là chơi một nick và tự thân rất là mạnh mẽ. Thì uh, để nói rằng cái nick này thì các bạn biết hôm nay sẽ có một điều đặc biệt mà khiến cho mình phải quay trở lại cái account này. Đó là chủ nick là một nick cải chay và ở cụm liên server uh, một và ở trong cái server là server ghép 12 nghĩa là server này bây giờ là Tây 1 và Tây 2 đấy thì các bạn biết được rằng là nick này à, các bạn thấy được trên màn hình rằng nick này đã tham gia được cái giải đấu liên server để cho các bạn hình hình được tại sao một cái nick mà cái chay mà tham gia được cái giải liên server ở cụm liên server 1 thì các bạn phải nói là nó rất là giỏi riêng ví dụ như riêng nick uh, của idol văn mạnh đúng không idol văn mạnh của chúng ta thì uh, cũng là khoảng tầm sáu uh, bảy chục gì đó đúng không thì mới ngót nghét mới vào được cái giải lên server nghĩa là có mùa vào có mùa không vào nhưng đây là một nick cải chay nghĩa là nick cải chay này nó có sức mạnh nó tương ứng với khoảng một nick trên 20 triệu cỡ như vậy các bạn nhé nghĩa là vậy thì điều này minh chứng cho chúng ta một điều rằng nếu các bạn thật sự là một người chăm chỉ, một người tâm hiểu trong tông môn, các bạn một người có tiếng nói, một người có hiểu game, một người rất là chăm chỉ hiểu game, có kế hoạch ác thì các bạn có cơ sở để đánh được rất là mạnh. Đó là lý do là niềm động lực để cho các bạn uh, có ước muốn, có những đam mê đối với trò chơi dài hơn nữa các bạn nhé. Các bạn không hề ngại 4 tỷ lực chiến. Cái ngày bây giờ là uh, có những cái lợi thế rất là lớn Thứ nhất đây là một trong những tông môn cực kỳ lớn ở toàn cõi Tây Du Mà người đứng đầu của tông môn này lại một là một bạn cầy trai sợ lạp Thế là trong môn này thứ nhất là có bọt ly gần này hay là có nick tục đức anh này hay là có một số ở uh, nick ví dụ như hả, nt số cũng khá thân thuộc này hay là văn mạnh 9x phe thánh này. Đấy các bạn thấy chứ rất nhiều người. Nghĩa là bây giờ Câu chuyện nó lãnh đạo của một tông môn nó mang tính chất là một người năng động, một người hiểu biết về trò chơi Một người được mọi người quý mến Không quan trọng lực chiến các bạn đừng có đặt nặng vấn đề lực chiến Là chúng ta phải uh, tinh thần đoàn kết các bạn này Thấy chưa? Đấy, tông môn này rất là đông và rất là mạnh các bạn nhé uh, Lọt đâu ra một một ông một tỷ tư nữa này các bạn thấy chưa? đấy Thì các bạn hiểu rằng mà nếu chúng ta chăm chỉ Chúng ta uh, cố gắng khi cái kết quả các bạn đạt được sẽ rất là tốt rất là tuyệt vời. đây nick này chơi tròn 238 ngày ấy một nick cày chay thuần chủng không clone. bởi vì tại sao không clone ngày đầu ấy chơi server ấy thì mọi người không tạo không biết đến vấn đề clone, rồi mọi người không không có kế hoạch clone và sau này khi mọi người nhớ ra clone thì lúc đó không tạo được clone nữa đấy đó là cái góc nhìn để cho các bạn hiểu tại sao mà đây là uh, nick cải trai thần trùng là nó như vậy uh, mình tăng speed 6 này thì cũng được rồi chúng ta sẽ cùng nhau uh, xem một chút về cái giải lên server này sắp tới chẳng hạn thì bàn sợ lắm này sẽ gặp một bạn uh, nick nhì nghĩa là bây giờ chúng ta thử xem một dự đoán nhé về vấn đề lực chiến nhé người sẽ bạn lực chiến cuối cùng là ai đây còn có một bạn nữa các bạn nhé con quạ già này ở tây du 13 14 này Doãn Chí Bình là 6 tỷ này Con quạ già này 4 tỷ Nghĩa là bạn này vẫn nhỉnh hơn so với một bạn Vậy thì mình thử đánh con quạ già nhé tỷ dĩ. Bạn này cũng là một dương tiễn Dương tiễn thức tỉnh này các bạn ạ Phá cảnh 20 Hai bên đều phá cảnh 20 Đấy. Bên mình thì nhỉnh hơn một chút Ở vị trí của đế thình với phá cảnh 20 hơn một phá cảnh một tí Cũng như là chất lượng phá cảnh ở nick của Sở Lạp sẽ nhỉnh hơn rất là nhiều Đấy, hai cái server này thì tranh nhau tầm khoảng Năm ngày ra đấy các bạn, tầm 5 đến 10 ngày ra thôi Nick của bạn lắm này lấy đế tính khá là muộn nhưng việc mà các bạn lấy đế tính sớm thì hầu như sẽ làm cho nick này khá là trâu à, Vẫn rất là đi combo tiên phạt chế nhân đến từ vị trí của hàng Nga các bạn nhé Vị trí uh, nhân là anh Chiêu Ngư linh canh chiêu luôn các bạn nhé Kẻ địch là Dương Tiễn Không phải Dương Tiễn uh, Du Long Quy Hải đâu các bạn ạ. Có thể là Dương Tiễn uh, uh, Cường Giả Vi Tôn Ui Và anh nhái Một quả tịch diệt kìa Nhưng này được cái Rất là ngon các bạn nhé Vừa uh, Chơi hay Mà vừa lại Có tịch diệt nữa các bạn Không có gì để chê nữa Đó là Nick này Đúng kiểu Nick Huyền thoại các bạn nhé Thế là tuy rằng Nick này nhân phẩm không có nhiều Nhưng một khi mà đến Nhân phẩm đã đến ấy vì luôn luôn là nhân phẩm chất lượng Ui phải Một quả thiêu đốt của Nata rất là đau các bạn nhé Nata này chúng ta Phải xem thêm nữa để mình Đánh theo tiếp này Các bạn thấy chưa như thế này thì chúng ta sẽ Có cơ sở thôi Thử đánh dõi chí bình hơi khó nhé Đánh dõi Chí bình là mình 4 tỷ 4 Mà kẻ địch 6 tỷ thì hơi khoai không biết là thắng được không ở ờ, phá cảnh 21 Vậy là bàn doãn chí bình này chắc chắn nó sẽ nạp nhé Nạp khá là ạ các bạn Và có tiên thiên chí bảo ấy Vì thì, thì thiên là tỷ hưu Với một đội hình uh, Tiên giới nata Thiên hậu để thính này rất là hiệu quả các bạn nhé Đấy. mình nghĩ đây là một đội hình đi về sắp tới có thể đi được thêm 60 ngày nữa bởi vì một cái đội hình này mà để nuôi ấy, đa số là sẽ tập trung nuôi Natra và để tính các bạn thấy chứ các bạn nhìn cái điểm rơi của phá cảnh ấy, các bạn sẽ hiểu được cái vấn đề đó à, kẻ địch là người đánh đầu nên ủi ui đau nhá các bạn nhá ui giờ mình mới biết là Natra này là đi mãn dân hồng đúng không nhỉ? Mà mình nghĩ là chắc chắn là có cường giả vi tôn. Các bạn thấy cái option thuộc tính có lợi ở trên đầu Nata đã đến lên đến dòng thứ ba rồi. Nata là một trong những thần tướng mà có nhiều cái option hiệu quả lợi thế lắm quá. Đấy. Thắng được không? Hơi khoai các bạn nhỉ? Ở à, quên đây là Nata nhất tiễn mai các bạn nhé Nick này thì nếu mà đánh A à, trình lực chiến thì hiện tại có thể đánh được 20% đến uh, 10 đến 20% sức mạnh ấy các bạn. Cái là nick này có thể đánh được lên đến 5 tỷ. 5 tỷ là tầm khoảng 20% sức mạnh ấy. Đế thính vẫn đang tồn tại các bạn nhé. Thiên hậu hồ hồi sinh lên. Thôi gặp một người 6 tỷ thì quá khỏe các bạn chênh nhau quá nhiều, chênh nhau khoảng 50% sức mạnh thì hơi khoai Ở à, chúng ta cùng soi xem uh, Nata này có điều gì đặc biệt nhá. Level 134, cày rất là khỏe. Uh, đây chúng ta sẽ xem Nata này. Nata chắc chắn là vũ khí Hồng hoang, mắc pháo bảo. Uh, bạn này một trong những bạn mà uh, về vấn đề lên pháo bảo rất là lợi, nghĩa là bạn này lên đầu tư có kế hoạch lên pháo bảo cực kỳ tốt luôn. Đôi lúc mình cảm giác mà cái kế hoạch của mình lên cũng bị sau bạn này khoảng 3-4 ngày là bạn này thứ nhất là tự, tất nhiên rồi, ở tông chủ cũng như là đứng uh, linh mạch Ở vị trí cao nữa đứng từ uh, đứng rất là lâu Nói về việc mà Ninh này đứng linh mạch thì hầu như đứng đủ uh, khoảng 220 ngày đi Hiện tại 238 ngày thì có thể mình từ hao đến 18 ngày Ninh này không đứng linh mạch Bởi vì có thể là chiến sự hoặc gì đó thì Các bạn thấy những sự khác biệt giữa một Ninh mà đánh linh mạch ngồi linh mạch lâu với chơi chăm với một ăn một cái lương lương lợi tức của nick này ít nhất cũng phải uh, hôm nay là ngày thứ hai đi ngày thứ hai mà đã sáu trăm rồi nghĩa là mỗi ngày 300 thì mình tính là cuối tháng uh, cuối tuần thì nick này sẽ nhận từ từ đây từ hai ngàn rưỡi kim nguyên bảo cho đến uh, 3 ngàn kim nguyên bảo nhưng cái 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 hay của nick này là có cái cộng điểm Cống hiến tăng môn này mà đừng có khinh thường cái điểm này nhé cái điểm này bây giờ nó tối quan trọng cực kỳ luôn Thứ nhất cái điểm này bây giờ có sự khác biệt đó là đá thay thế Và với việc mà xuất hiện đá thay thế thì các bạn cần phải chăm đi cái hoạt động tông môn và các bạn tối ưu Các bạn thấy chứ đâu ai có một lượng tài nguyên mà mua được nhiều như thế này Riêng vấn đề mà mua được đá tiến cấp pháp bảo hay là đá tinh luyện rồi là đã lợi thế rồi có thể là một ngày nó không chênh lệch nhé nhưng nó tính theo trăm ngày hai trăm ngày nó đã tạo một khoảng cách lớn rồi siêu lớn nhé bác Chúng ta bắt buộc phải bỏ vàng chúng ta mua đây đúng không? Nhưng nick này với một việc mà chăm chỉ hay là các bạn có tiền nguồn tài nguyên đây hoặc đây nữa. Riêng mình là một người nông nick chú heo, một người bình thường nhé. Mà mình không đủ tài nguyên mua nhé. Mình không đủ, mình chỉ đủ mua cái này, cái này hoặc cái này. Rồi cái này. Rồi tiên lộ với đá thay thế là hết. Tức là mình thua cái nick này. Ở cả vô tiền thư thì. Mình thua nick này những cái gì mình không mua được này. À, thứ nhất là cái hộp rương này này thứ hai nữa là tiên đế lệnh này, thứ ba nữa là đá tinh luyện này, thứ tư là thấy chưa? một tuần nào mình cũng bị thua như thế này thì các bạn tích lũy là thứ hai là ninh mình còn thua cái ninh này linh mạch nữa, chưa kể là ninh này ăn chiêu tài rất là ngon, ninh này bây giờ phải gọi là một trong những nick có tư duy ăn chiêu tài rất là tốt, để mà cạnh tranh được ninh này tư duy chiêu tài thì các liên server cũng phải vỡ đầu, bởi vì thực sự đoàn kết thứ hai là chiến từng cửu thiên này ninh này đa số cũng ở ờ, đứng hạng 2 hoặc hạng một đấy rồi thêm một cái nguồn nữa đó là uh, cái nguồn từ sự kiện cửu châu văn kiếm nữa nghĩa là bây giờ nick này càng ngày càng khỏe nếu mà nếu mà chơi thêm khoảng một năm nữa đi thì nick này có thể vượt được những cái nick mà chơi 20 triệu 30 triệu bình thường nếu mà nick đó không vào được những tông môn tốt vì thế chúng ta biết được rằng là cái trò chơi này nó mang tính chất đoàn kết cực kỳ cao các bạn đoàn kết trong tông môn hay là đoàn kết trong quá trình chơi hoặc là hỗ trợ nhau support hay là các bạn xem kênh của mình để có những cái tư duy mới hay là những cái gì đó định hướng mới nhưng này còn đang bị vấn đề là lấy đề thính muộn ấy nick này mà lấy đề thính sớm hơn nữa thì thật sự là rất quái vật luôn ờ các bạn này đang mau chỉnh nhá tất nhiên rồi có vũ khí hỏng hoang thì đó là sẽ kích cái lượng tấn công của bạn lên nữa nhiều cũng như là thêm cho các bạn một cái lót minh văn nữa ờ à, chắc chắn là có tịch diệt một cái minh văn mà khiến cho tất cả người chơi tây du trong vòng một năm tới luôn luôn chờ đón các bạn ạ bởi vì hiện tại là chưa có ấp đến chỉ mới về minh văn xịn hơn tịch diệt và tịch diệt hầu như là nó công thủ toàn diện ở à, nó tối ưu lực lượng đam cái là nó lấy đam từ máu hay là chúng ta lấy đam từ tấn công rồi thêm một nata sử dụng đam từ thần thông Ngưu ma vương nữa sinh lực, sinh lực nữa các bạn nhé sinh lực để lấy đam nữa à, có hai cái thần thông ghép đủ bộ mình nhớ không nhầm là những này đủ bộ uh, bát hoa lục dương phải các bạn ừ hình như những này đủ bộ bát hoan lục dương đúng rồi đủ bộ bát hoan lục dương nên đam rất to tại sao mình nói là nó đam to như thế bởi vì đây là meta nông trên cái chay khi mà các bạn ở cái giai đoạn meta nông trên cái chay mà các bạn chỉ cần nhỉnh hơn một cái đồ nào đó so với uh, những người bình thường ấy, những người đồng trang lứa ấy, các bạn sẽ được lợi thế rất là nhiều thật sự là các bạn sẽ bị sốc bởi cái account này các bạn nhé sốc về thần thông sốc về lượng tài nguyên hiện tại đang thừa 62 kim nguyên bảo nữa. À, ở 62 k kim nguyên bảo lực chiến vẫn đang lực chiến 4 tỷ ờ, à, tiên vị thì vẫn đang trong quá trình lên thôi nhưng này là để mình để ý là tiên vị này những này về dài rất là mạnh nhá Tiên vị thì sắp lên thiên tôn Sắp Tháng thì cũng không thương. sắp nữa đâu Phải pick lâu đấy. đấy nếu mà bạn mình nghĩ là chắc bạn này không đấu giá cái này đâu bạn này sẽ chờ ở trong ở uh, uh, mua trong cửa hàng tuần thôi ta đấy, chúng ta sẽ uh, quay lại câu chuyện của Nata đi Nata này Nata truy kích các bạn nhá thứ nhất là bạn này tự lợi thế từ duy long quy hải khá là sớm này đấy, bạn này bây giờ đã bỏ rồi cuối cùng thì chủ nick cũng đã bỏ bỏ chiếm chí dương chắc là phải bỏ chí âm chí dương đi bởi vì nick này là một cái nick kiểu hình meta vòng 1 chí âm chí dương là dành cho vòng 2 bạn vì thế nick này chỉ cần hai cái thôi thứ nhất nick này chỉ cần kích được du long quy hải mà khi mà kích du long quy hải kèm cường giả vi tôn là đã win này chưa kể là cái lợi thế từ tiên phạt chế nhân đến từ vị trí của uh, hàng nga nữa các bạn nhé ngự linh này anh uh, thiên ký tạo quân này với thiên ký tạo quân hai hiệp này là đủ xài luôn các bạn nhé ngự linh 3 chứng tỏ là nick này về vấn đề cũng có kế hoạch lên ngự linh 5 đấy à, ngự, linh level 6 đấy các bạn nhé nếu mà nick ngành ngự linh level 6 thì không biết là sẽ sử dụng cái pet gì để lấy bí bảo của pet đó đây à, chúng ta sẽ có một thủ hội giới này hàng nga này hai hàng nga các bạn nhé với việc các bạn hai hàng nga trong đội hình thì cái lượng đam của những này rất là to với 40 phần trăm sát thương mỗi hàng Nga 20 phần trăm sát thương thì hiện tại sẽ 40 phần trăm sát thương rồi thêm 40 giảm sát thương các bạn nhé cái lợi thế của tiên giới các bạn không hiểu được đâu đó là hàng Nga các bạn hàng Nga hay là Nguyệt Lão các bạn đừng có khinh thường tiên giới tiên giới là một trong những phe cực kỳ công thủ toàn diện yêu giới thì nó hơi minh giới nó hơi sida một ở chút là ở con thần tướng Mạnh bà, bởi vì nó cần phải điểm rơi thuộc tính của mạnh bà Còn đối với hàng Nga thì hầu như là chỉ cần lắp vào đội hình Nó sẽ búp toàn đội hình rất là khỏe Nó vừa búp phần trăm sát tương mà cũng như búp phần trăm sát tương các bạn nhé Tiếp theo chúng ta sẽ nói câu chuyện uh, thiên hậu Đây là một thiên hậu thất tỉnh và thiên hậu này là một thiên hậu búp các bạn ạ Đúng không? Đúng rồi Một thiên hậu là siêu búp bởi vì phần trăm tấn công này cũng như chủ nick đã đầu tư một cái vũ khí để tạo cái chất lượng đam bụp tốt lên ờ, có vong hồn thì giai đoạn đầu bụp sẽ rất là mạnh thêm một quả khô mọc hồi xuân cái hiệu quả của khô mọc hồi xuân này sau này các bạn sẽ thấy là nó khá là tối ưu các bạn nhé bởi vì đối với những thần tướng ấy đối với những thần tướng mà được thiên hậu bụp thiên hậu là một trong những bụp hộ thuẫn rất là mạnh nha các bạn nhé cực kỳ mạnh luôn bởi vì Uh, thiên hậu có một cái gọi là truy kích Đấy, khi mà nói chung là nói về chất lượng truy kích của thiên hậu khá là nhiều các bạn nhé đây mình nhớ không nhầm là đột phá đây 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 đột phá năm này khi đồng đội đồ bị phá vỡ hậu thuẫn thì uh, thiên hậu tăng thêm một lần đánh thường này này vì thế thì sẽ tối ưu được cái lượng uh, khô mọc hồi xuân này khá là hiệu quả nha nếu mà uh, đồ đội hình chúng ta bị sóc cũng như là tăng thêm cái lượng đó đến từ thức tỉnh Đấy, cái mấy, mấy cái câu chuyện này thì mình cũng sẽ nói qua thôi bởi mình nói khá là chi tiết về mấy thần tướng này được các bạn thấy cho bộ thiên ký khá là hợp lý các bạn nhé ờ, nguyệt lão thì không được yêu ái bằng thiên hậu tất nhiên là nguyệt lão thì à, à, bây giờ hiện tại là đang trong quá trình nuôi thôi nói về nguyệt lão thật sự là một thần tướng hỗ trợ bình thường thôi so với thiên hậu thì thiên hậu sẽ nhỉnh hơn nhưng được cái là nguyệt lão sẽ có cái hỗ trợ về 40% phòng thủ cũng như bốn một chút hộ thuẫn cũng như chia sẻ hộ thuẫn cũng như là có 20% sát thương uh, hay là chia sẻ đam giữa hai cái liên kết. 20% sát thương của Nguyệt Lã thì quá là ngon rồi. hầu uh, như là 20% sát thương Nó vĩnh viễn luôn. Uh, một đế tính là đây là đế tính phản đam các bạn nhé một đế tính phản đam. Kỳ uh, kỷ vật chắc chắn rồi, đỉnh phong 3, nếu mà phản đam thì chắc chắn là phải đỉnh phong 3 để tối ưu cái lượng sinh lực. Chất lượng phản đam nó phụ thuộc vào lượng uh, sinh lực nhiều như thế nào. Đấy, nick này thì hầu như là full full máu luôn à, Với 114 triệu máu ấy, nhiều đấy các bạn nhé 114 triệu máu, nhiều phá cảnh 20 à, Nick này nói về uh, cái Cho các bạn xem cái uh, Trùng sinh tăng sao đi 14 cái nhé, các bạn 14 cái này Thêm để thính nữa là 9 14 cộng 9 là chúng ta có 5 23. Vậy là có 23 các bạn ạ. 20 cái, 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 vô tự thiên thư. Trong này còn không? Không có các bạn mảnh đào cụ xem nè. Ừ. 23 cái vô tự thiên thư. Ờ, à, Tế nguyên về kinh thi cũng rất là ngon. Ui nhiều thế nhở. Nhưng này giàu thế. Ờ, hóa linh bút cũng đang tích nhé. Linh này đang có kế hoạch tích hóa linh bút không biến là tích hóa linh bút gì đây. Ờ, sở từ vẫn đang có đủ, sắp tới là sắp có thể là đủ sở từ lên thức tỉnh 3 cho thần tướng Nguyệt Lão rồi. Tuyệt vời nhỉ. Ôi, đá thay thế, 56 đá thay thế nữa này. Các bạn khỏe lắm các bạn ạ. Ờ, ok, mình sẽ cho các bạn xem tổng quả đội hình đi bạn nào có kế hoạch bi nata tiên rồi thì bi đội hình như thế này nó chuẩn nhá các bạn nhé đây là bộ thiên kỹ để cho các bạn học theo hầu như là sẽ tối ưu đam này có cả uh, cái thiên kỹ của uh, hàng nga này Cái này uh, có cả thiên kỹ của nguyệt lão đúng không nhỉ Đấy, tối ưu lượng đam rất là to các bạn nhé uh, một nata nhất tiễn mai uh, có bục đam này và có bục phòng thủ này thần thông thì các bạn xem đi nhé thần thông thì hai có cái thần thông châu liên bích hợp này hai vị trí này ờ, thì sẽ uh, hầu như là châu liên bích hợp đủ bộ luôn các bạn nhé những này tối ưu châu liên bích hợp cũng khá là hiệu quả này một này hai này châu liên bích hợp này thì buộc cho nata này châu liên bích hợp này buộc cho thiên hậu châu liên bích hợp này buộc cho đế tính này được ngon các bạn một cái đồ hình đây giờ không 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 gì để chê nữa các bạn nhé bởi vì thật ra những cái người mà chơi 240 ngày ấy, người ta đủ tư duy hơn cả mình rồi tư duy về cái ác cao của bạn này sẽ rất là tốt cực kỳ tốt luôn không có gì thay đổi đâu các bạn ạ đây cho các bạn chỉ vật này bạo kích và tăng tăng phần trăm sát thương vậy thì nick này sẽ là câu chuyện của phần trăm sát thương ao chỉnh đấy các bạn nhé đấy các bạn đi nick này chênh lệch phần trăm sát thương cực kỳ cao luôn đây cho các bạn sâu cho chi thấy chưa 373 phần trăm sát thương nếu mà thêm của thanh niên này mắc nữa là 120 đi rồi vào trận đấu nhá mình thử tính nhé những này sẽ mạnh về phần trăm sát thương là 373 cái từ từ mình tính là cái này nó có đây phần trăm tấn công không nói rồi mình thử tháo cái này đi à, mình thử tháo cái này tí nhé nó có ảnh hưởng không cho các bạn hiểu này để các bạn nào mà tư duy cao 373 đúng không? 373 thì mình sẽ tháo đi. Nó có mất đâu. Mình nhớ là cái này phải vào trận đấu đấy. Vẫn là 373, vậy thì mình sẽ cộng cho các bạn này. Cộng này mang tính chất là tương đối nhé. Thứ nhất ta có đây là 16 này, 16 kết hợp với 27 này. Đấy là chúng ta cũng có được khoảng 43 này. 43 rồi thêm đế tính 20% nữa là 63 này. 63 thêm hai hàng Nga nữa là 103 này. 103 rồi thêm cái này nữa là 125 đi. Đấy, cái này thêm 125 nữa là gần 200 mấy rồi. 230 mấy rồi. Còn mình chưa tính châu liên bích hợp hay là mình à, còn thêm cái này nữa. Thêm cái này 14 nữa tính 250 đi. 250 cộng với cộng với 370 mấy này. Còn uh, pet anh chiêu nữa nhá, anh chiêu hình như cũng có ấy phải mình nhớ không nhầm ấy. Nói chung là nhiều yếu tố chúng ta chưa tính hết đâu. Thì nó sẽ lên khoảng 600, 600% sát thương. 6 đến 700% sát thương. Mấy cái này thì nó cộng vào rồi, mấy cái này nó cộng vào. Thì các bạn tưởng trăm tưởng cái 700% sát thương thì ai chịu nổi? Nếu mà meta nông dân gầy trai hiện tại Dạ đình như một người Một người hiện tại một nick này đi Phần trăm sáng tương chỉ có 210 thôi Giỏ lắm nếu, nếu các bạn bi tốt đấy Giỏ lắm các bạn lên 300 Nghĩa là phần trăm sáng tương giữa hai bên nó chênh nhau rất là lớn Từ chỉ có khỏe May ra có từng chính của okay, cái địch Hoặc cái thần thông hạ quang nó kháng lắm nhưng để kháng lại khó lắm Khỏe nick lại khỏe cực kỳ luôn. Hàng 97. Khỏe nick chú heo rồi bây giờ nick chú heo muốn thắng bạn này cũng hơi nhặt từ trường hợp mình đổi sang cái mắc hiệu ứng sức tắc thị khóc ấy thì may ra mình thắng được rồi uh, nghĩa là bây giờ nếu mà mình muốn thắng bạn này thì nick nick thánh của mình phải đóng sức tắc thị không level sáu uh, đi vong hồn đi thêm quả quan âm nữa thiên ký quan âm nữa thì uh, để đánh cho ngộ không của nick này không phản lại được nữa Đấy kiểu như vậy bởi vì nếu mà nick này được đánh trước Bởi vì nick này được đánh trước mà tiên phạt chế nhân Thì nick này sẽ đánh thường của sức tắc tị không Giỏi lắm thì câu kéo được cái du long quy hại thôi Nói chung cũng khó đấy Câu chuyện như thế nhưng để hôm nào mình test lại Bởi vì đồ hình của mình hiện tại mình cũng chưa lắp vào Mình đang chờ một số vấn đề ở bên account mình tí à, Mình sẽ cho các bạn xem trình báo và anh nhái 4 tỷ 4 bánh thắng 6 tỷ tư 6 tỷ rưỡi những bạn này thì chắc mang tính chất là bi thôi thôi bạn này thì thôi các bạn ạ tham những những kiểu người mà bi hai tướng như thế này thề luôn ninh này bi đúng kiểu đam mê nhá. mình không tính là chê nhưng vậy chủ ninh đang bi theo kiểu đam mê nhé chứ không phải bi trai hạt các bạn nhé mình cũng đã nói rồi bi hai đam này các bạn bi theo đam mê được còn mà bi để trai hạt thì hầu như Ờ, hai đam nó không có ý nghĩa đâu bởi vì hai đam chắc chắn các bạn sẽ bị người lực chiến thấp dưới đánh đánh các bạn u đầu trừ trường hợp là các bạn nick siêu bọt tóc bóng thôi. các bạn đi chưa thiên hậu xóa cái à, trạng thái bất lợi khá là tốt nhé vì thế mà các bạn đánh thiên hậu ấy các bạn chơi thiên hậu ấy thì hầu như các bạn gặp yêu rồi các bạn sẽ uh, xử lý được một vấu vấn đề đột của hồng ngày nhi các bạn thấy chưa thắng tuyệt đối luôn các bạn nhé thắng từ cường giảm đi tôn từ uh, du long quy hải cũng như tấn công không bổ sung các bạn thấy chưa nata bên kia cực kỳ khỏe nhá nata nhất tiễn mai các bạn nhé nhưng không rất là tuyệt các bạn ạ khi mà bên này dậy ra kỹ năng luôn mạnh đến mấy thì mạnh nhưng ở ờ, được ra kỹ năng nhiều là một ưu ái những này mạnh nhá các bạn nhá không đùa được đâu những này là người có tiền đấy người có tiền đấy vừa các, tại sao mình nói có tiền nhá những này mình nói với các bạn là nạp cực kỳ nhiều cực kỳ nhiều luôn những này với hai hỏng hoang với ba cái món hỏng hoang thì các bạn tưởng tượng nhiều như thế nào và thêm một dương tiễn thất tỉnh ba nữa thì các bạn biết rồi sự đầu tư của những này Ngót nghét cũng phải trên 20 triệu hoặc 30 triệu cho cái account này các bạn nhé Ở Phá cảnh 21 thì chắc chắn là sẽ có tiên thiên trí bảo Đấy, mình ý không phải dìm bạn Sakura này Nhưng thật sự là các bạn thấy chưa Có Ồ, dạ lăng quân cả 4 sao nữa Nhưng này cũng phải nào cũng phải 30 Bèo cũng phải ba 30 à, Chúng ta xem trận đánh của sinh nhân phẩm chẳng hạn các bạn thấy cho một cái nick cái chay mà đánh được những cái nick mạnh như thế này Đáng để sân idol các bạn Bây giờ chúng ta phải cho bạn này lên chất idol rồi Ngày xưa thì bạn này ở trong cái chuỗi series ở uh, tiên Bạn nào uh, bạn nick của bạn sẽ lá về theo theo cái series tiên của mình chắc cũng phải 4 tháng rồi 3-4 tháng rồi chứ không ít đâu Ma thần thế khỏe nha các bạn nhé nhất tiễn mai giật đi luôn một người các bạn nhé các bạn đừng có bảo là nata phải đi mãn nhá không cái câu chuyện các bạn đi kỷ vật gì ấy nó là thuộc vào cái tư duy của mạng khi mà các bạn hiểu rằng là mình là đam như thế nào mình là thuộc đam ao chỉnh hay là một người đam bình thường thôi và với việc mà đam của mình thì có tối ưu được cái nhất tiễn mai không đấy khỏe cực kỳ nhá thứ nhất tại sao thắng bởi vì thứ nhất là nick thánh này để nata ở vị trí thứ ba với việc mà nata để thứ ba thì cái câu chuyện nata của mặt trận lạp sẽ uh, ra được hai tới ba kỹ năng giai đoạn đầu rất là tốt mà việc mà chúng ta chiếm ưu thế ra kỹ năng ấy thì chắc chắn bên kẻ địch sẽ gặp một vấn đề đó là sẽ bị mất đa bởi vì các bạn sẽ mất đi những con thần tướng phụ như lần hỗ trợ những tướng hỗ trợ về phần trăm sát thương hay là tướng hỗ trợ về phần trăm sát thương các bạn sẽ bị mất thì đến lúc mà thần tướng chính mình ra thì sẽ lúc đó sẽ bị tụt đam hoặc là tụt một số cái gì đó tụt về thần thông ấy nếu mà nói về lật kèo ấy thì chúng ta sẽ hay nhớ tới câu chuyện của thiên thủ yêu cơ bởi vì thiên thủ yêu cơ là một là thần tướng mà đánh lật kèo khá là nhiều hay là nata nata cũng thuộc tượng thần tướng hóa sinh dậy đồ lật kèo đấy kiểu vậy còn mà nói về lật kèo thì hầu như là tôn ngộ không hay đại bằng kiếm chí là ít lắm đại bàng kiếm chí và ngộ không thì nó mang tính chất là một đánh là bình thiên hạ hoặc một một, một 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 xiên hoặc một cái gì nó ra kỹ năng thì phải phải chiếm lợi thế ban đầu đấy các bạn đừng có chê những tần tướng gì đó là uh, đây ninh này vẫn có thua nhá thua mà để thua dưới lớp chiến là hầu như ninh này không có đâu mình nói thật Thua thì dưới lớp chiến hầu như không có đâu Đấy Để hôm nào mình thử uh, uh, Thiết lập cái nick ở Đây mình sẽ cho các bạn xem một trận thua đi Trận thua này thì Và anh anh gặp một uh, Nata phá cảnh 21 các bạn Phá cảnh 21 là bây giờ chỉ có um, Tiên thiên trí bảo thôi Mới lên được phá cảnh 21 Bởi vì nick này là tối ưu cực kỳ luôn Nick này phải gọi là nick Nếu mà anh em muốn biết được um, Bây giờ hiện tại cái trai nông dân phá cảnh bao nhiêu Thì nhìn vào nick này Phá cảnh mắc hiện tại nông dân cảnh trai tính nguyên thời điểm Hiện tại khi lên clip 20 Nếu mà ông nào phá cảnh 21 là hầu như có tiên lên chí bảo rồi Hoặc là phá 22 hay trở lên nữa Các bạn thấy chưa Mà vẫn bị lật kèo nhé các bạn nhé Mạnh như thế này rồi mà vẫn bị lật kèo Thật ra các bạn đi Natra ấy mà các bạn đi Đại Minh Vương ấy có cái hay các bạn nhá. Bởi vì thật ra là Đại Minh Vương nó có thể cứu cánh Natra một quả cuối để cho Natra có cơ hội hỏa thân lên và lật kèo đây. Đấy. Ui truy kích luôn các bạn. Các bạn thấy chưa? Chỉ cần hai lần ra kỹ năng. Tất nhiên rồi, đây là một Natra dam rất là to với sự xuất hiện Hồng Hải Nhi nữa. Đây là một đội hình yêu giới Nata các bạn có thể nhìn vào và các bạn vui theo hướng như thế này Và mình cũng nói với các bạn rồi Ui thêm quả bạch tạch nữa Ngon đấy các bạn nhé Còn bản, bản yêu này bị hay đấy các bạn ạ Thì uh, mình cũng nói luôn là các bạn cứ tét thiên kỹ đi Các bạn có quyền phải test thiên kỹ Vấn đề là chúng ta té ở giai đoạn nào Và tét như thế nào hiệu quả thì nó cũng là một câu chuyện nữa nếu mà bạn nào thật sự mà muốn chơi nata sâu ấy thì mình vẫn khuyến khích các bạn rằng hãy tra từ khóa là nata kia kim thì nó sẽ ra rất nhiều kiểu nata nha các bạn từ nata support hỗ trợ hay là nata liên kích mình nhớ có lần là mình cũng có clip nata liên kích nhưng ở đâu rồi đây mình sẽ cho các bạn xem cái chiến báo cái đồ của bạn yêu dưới này khá là mạnh nhưng bạn nhé bạn này đam khá là bình thường thôi các bạn thấy chưa? Chỉ đam bình thường thôi. Nhưng thứ nhất bạn này sẽ có một cái mà lượng đợi điều đó là thứ nhất là cái 36% này nó sẽ kéo lại một phần này. Hay là có hồng hải nhi đốt thì nó cũng sẽ kéo thêm được 30% sát thương nữa. Hay là thiệt phiến, thiệt phiến thức tỉnh đấy các bạn. Đây là thiệt phiến thức tỉnh cũng. Nói chung là các bạn phải hiểu rằng là yêu giới là một trong những nick đam rất là to riêng con thiệt phiến bây giờ nó update lên thức tỉnh hay là sự hỗ trợ từ hồng ngoại nhi nó đam cực bị to các bạn nhé đi thêm quả bạch trạch nữa các bạn ạ ờ, việc mà sử dụng đế thính ở vị trí số 1 này cũng có cái hay các bạn nhé nghĩa là khi mà đế thính hết cái lớp giáp hỗ trợ miễn dịch kết thì đế thính sẽ chuyển đổi trạng thái thì lúc đó nata này sẽ nhận được 20% sát thương nữa đi thêm quả hoa tường dung khỏe các bạn nhé đại minh vương với một đại minh vương tu la các bạn ạ tu la ẩn thân đấy thì việc sử dụng tu la như thế này thì sẽ rút ngánh cả cái khoảng cách cái khoảng đam khi mà nata mất công mất cái thời gian phá tạo hóa kim thân nữa cái câu chuyện uh, nick này mình nói với các bạn này giả định như nick này ấy sử dụng uh, cái kỷ vật bút ấy cái cái kỷ vật hình cái bút ấy thì có thể là vào trận là phá nguyên cái tạo hóa kim thân của kẻ địch luôn thì chắc chắn là sẽ kích chu long quy hải của team địch rồi nhưng như thế thì chúng ta sẽ cần câu chuyện là câu chuyện của để thính để để thính kháng lại đấy ok mình sẽ ghép ngẫu nhiên cho bạn một trận cuối đi gặp một minh giới khá là đẹp nhỉ ờ, chúng ta xem mà tiên này thánh này yêu này bây giờ đến đinh này. vừa đủ bài luôn vì thì tiên bên kia là tí hưu bên mình cũng là tí hưu thôi tí hưu bây giờ thì khoảng 50 k máu ờ à, 50 triệu máu chứ bên kia là du long quy hải luôn các bạn thắng được không mình cũng nói với các bạn tiên yêu minh giới nó chơi khó lắm đến bây giờ mình cũng rất là đau đau đầu bởi vì minh giới là nó sinh ra là một cái đội hình giai đoạn đầu nó cũng rất là khá là nhanh nếu mà bây giờ có phải gói minh giới thì chỉ có thiên thủ yếu cơ sắp tới mình sẽ lên một cái cao về bạch cột tinh cho mọi người xem à, server đó là server bảy mấy mấy mình cũng đã mượn được ác rồi nói chung là cái câu chuyện mình đi mượn ác nó gian ra lắm các bạn có bạn không hiểu đâu phải phải xin sỏ người ta rồi tuy rằng là mình cũng có một số bạn nạp đấy nhưng những nick nạp thì xem nó không trướng bằng những nick mà vừa vừa ấy vì thế mình vẫn rất, rất là mong muốn những bạn nào có tư duy tốt mà quý mến mình thì có thể cho mình mượn nick để chúng ta cùng nhau lưu giữ kỷ niệm các bạn thấy chứ rất là mạnh nhớ bạn nhé ờ... chân quân hiển thánh đã tích được 6 sức tách rồi các bạn ạ sáu stack tách này trong đó có thể là có một cái sức tách của đế tính nữa có những cái sức tách mà 20 phần trăm sát thương hai 20 phần trăm giải thương thì nó hay đè nhau các bạn nhé các bạn để ý giúp mình tí đấy lên bảy sẽ tách nhỉ bảy sẽ tách đó là 7 x 20 là chúng ta sẽ có được khoảng 140 phần trăm sở thương đấy Ui các bạn thấy chưa quả bạch bạch gánh tim các bạn thấy chưa Ui không 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 nó còn hóa thân nữa các bạn ạ Ui bạch của tinh gánh được không các bạn không kịp kịp không không bạch bạch của tinh này bạch của tinh hỗ trợ rồi các bạn ạ bây giờ là cần một lần cần một lần nữa các bạn nhé cần một lần, lần nữa bạch tạch cứu tim nhưng hiện tại đang ở vòng 2 thì Hầu như vòng 2 thì sẽ không triệu hồi pet nữa rồi Vòng 2, vòng 3 sẽ không triệu hồi pet nữa được khá là tiếc Nếu mà thật sự mà bây giờ triệu hồi bạch trạch gọi lên thôi thắng rồi Ok clip của mình đến đây chắc cũng là thắng khỏe đấy Clip của mình đến đây chắc cũng kết thúc rồi Các bạn thấy hay bổ ích thì cho mình xin một like một đăng ký nhé và một lần nữa cảm ơn chủ nick rất nhiều Mong rằng chủ nick vẫn là tiếp tục cái con đường đam mê của tiên giới Một tiên giới cải chay tham gia vào cái giải đấu liên server Thật là tuyệt vời Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại